Tang tóc bao trùm thôn Lương Xá Nam sáng 22, 1, trời hải dương rét buốt. Bà con kéo nhau tới từng nhà dân trong thôn thăm viếng. Thôn Lương Xá Nam, xã Kim Lương, huyện Lương Thành, tỉnh Hải Dương, có 6 trong số 8 nạn nhân gặp nạn trong cơn điên cuồng của tài xế xe tải. Nhà họ cách nhau chỉ vài chục mét. Chiếc xe tải BKC Hà Nội mất lái, lấn làn rồi đâm vào đoàn người, loạn choạng trên đường một lúc mới dừng lại hẳn. Nhóm người này chia làm hai tốp, một tốp đã lên trên cầu vượt Lương Xá, may mắn thoát chết. 8 người của tốp còn lại không may nằm lại dưới bánh xe tải, khói hương nghi ngút dọc bên đường. Lái xe tên Lương Văn Tâm, SN1991, quê thị trấn Tinh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, được xác định dương tính với ma túy. Một cú lệch tay lái của Tâm khiến 8 nạn nhân, chủ yếu là người cao tuổi, bị hất văng dọc làn can đường, nằm la liệt. Tâm rời khỏi hiện trường ngay sau đó. Đến chiều tối 20/1, đối tượng mới đến trình diện, khai nhận toàn bộ hành vi của mình. 5 tiếng sau tai nạn, cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác xử lý hiện trường. Các thi thể bọc trong manh chiếu mỏng được đưa về từng gia đình. Đoạn đường quốc lộ 5 nơi xảy ra vụ việc chỉ dài khoảng 100m, nhưng có tới 8 nấm hương được người thân và người dân địa phương lập. Nằm sát cạnh nhau. Sáng hôm sau, tiếng nhạc thê lương vang lên khắp thôn xóm. Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ việc, bàn tán xôn xao. Do người nối dài vào từng nhà nạn nhân hỏi thăm, nói chuyện. Chẳng ai ngờ, chỉ sau một buổi, cả thôn hứng chịu sự mất mát ghê gớm như thế. Tang tóc bao trùm khắp nơi, khói hương nghi ngút. Người thân khóc nấc bên quan tài các nạn nhân. Nỗi đau và mất mát trên gương mặt người nhà nạn nhân. Chỉ biết than trời, khóc trời. Hầu hết các nạn nhân đều được khâm liệm ngay trong đêm, trừ nạn nhân Trần Văn Đoan, năm 16 tuổi. Gia đình ông Đoan cố chờ người con trai ở Nhật về nhìn mặt cha lần cuối. Ông Đoan là em trai ông Trần Văn Đường, 63 tuổi, cũng là một trong 8 người tử nạn ngày hôm qua. Chưa đến 100m, hai căn nhà phát tang, náo nề một vùng thôn xóm. Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Đến giờ, gia đình tôi vẫn không tin nổi con gái ông Đoan, sụt sùi nói. Trước đó, đầu giờ chiều 21/1, mặt trận Tổ quốc xã Kim Lương tổng kết cuối năm. Đoàn đại biểu hơn 60 người đi thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ ở Nghĩa Trang xã, cách chừng 300m. Nghĩa Trang nằm bên kia đường. Trên đường về, đoàn đi ngược hướng xe chạy, sát vào lan can bảo vệ đường. Đoàn đi qua cầu vượt, men theo quốc lộ 5. Rồi chiếc xe tải lao tới, hất văng tất cả. Khổ nhất là nhà ông Doanh, 70 tuổi. Giờ ông mất, không biết vợ con bấu víu như nào. Nhà ông nghèo, con còn nhỏ. Xảy ra chuyện như này biết than ai, trách ai bây giờ, chỉ biết than trời, khóc trời. Người dân trong thôn ngậm ngùi, nhớ lại cảnh tượng hãi hùng khi mà xác người nằm la liệt. Bất động, bê bết máu. Hàng trăm người có mặt tại hiện trường khi ấy đã không kìm được nước mắt. Hầu hết đều là người quen trong xóm hoặc người thân của họ. Chúng tôi không nghĩ đi bộ ven đường cũng đau đớn trở thành nạn nhân của xe tải bà Thu, người dân, nói. Ngày hôm nay, ngày mai, và cả nhiều ngày sau nữa, người dân tại Lương Xá Nam vẫn chưa thể trấn tĩnh. Thôn xóm vốn bình yên, nay khăn trắng bao trùm từng ngóc ngách. Người ta bàn tán rất nhiều điều, nhưng chủ yếu là về cái chết. Ở một thôn xóm nhỏ, có 6 căn nhà cùng phát tang, u uớt và náo nề. Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào chiều 21/1 trên QL5 đoạn cầu vượt Lương Xá, xã Kim Lương, huyện Kim Thành, Hải Dương. Khoảng 14:15, một chiếc xe tải BKC29C719, 53 lưu thông hướng Hà Nội Hải Phòng, khi qua cầu vượt Lương Xá thì đâm vào đoàn hơn 10 người cán bộ xã đang đi bộ trên đường. Ghi nhận ban đầu tại hiện trường có 7 người chết tại chỗ, nằm la liệt trên đường. 7 người khác bị thương trong tình trạng rất nguy kịch.